車の運転ができますか? Bạn có biết lái xe hơi không? はい, vâng, tôi có biết. 車の運転ができますか? Bạn có biết lái xe hơi không? いいえ, không, tôi không biết. Anh có thể đến tham quan tại công ty của chị Anh được không?

Vâng, tôi có thể đọc được một ít. Kanji Bạn có thể đọc được chữ Hán không? Không, học mãi mà vẫn không giỏi lên được. 泳ぐことができますか? Bạn có biết bơi không? Hai, 100m gurai Vâng, tôi có thể bơi khoảng một trăm mét. Bạn có biết bơi không? Không, tôi không biết. Có thể mượn cuốn sách này không? Vâng, mượn được đấy.

tôi đi dạo trước khi ăn sáng. Trước khi đi ngủ, bạn thường làm gì? Trước khi đi ngủ, tôi học chữ Hán. Trước khi đi ngủ, bạn thường làm gì? Trước khi đi ngủ, tôi tắm vòi hoa sen. いつも朝ごはんの前に何をしますか朝ごはんの前に新聞を読みますいつも朝ごはんの前に何をしますかチュキエンサンバントゥンラン朝ごはんの前に散歩に行きます

Bạn đã đến Nhật Bản khi nào? 1年前に来ました. Tôi đã đến 1 năm trước. ]いつ日本へ来ましたか? Bạn đã đến Nhật Bản khi nào? 3 Tôi đã đến 3 tháng trước. ]いつ結婚しましたか? Bạn đã kết hôn khi nào? 2年前に結婚しました tôi đã kết hôn hai năm trước. ]いつ結婚しましたか? bạn đã kết hôn khi nào? 去年結婚しました. tôi đã kết hôn năm ngoái. 帰る前に何をしますか? trước khi về sẽ làm gì vậy? 帰る前に掃除をします. trước khi về thì dọn vệ sinh.

sở thích của tôi là đọc truyện tranh. 車の運転できる? Bạn có biết lái xe hơi không? はい, vâng, tôi có biết. 車の運転できる? Bạn có biết lái xe hơi không? いいえ, không, tôi không biết có thể đến tham quan tại công ty của chị Anh được không? Hai, Vâng, có thể tham quan được. Anh có thể Có thể đến tham quan tại công ty của chị Anh được không? Hai, Vâng, có thể đến tham quan được. 漢字読むことができる? Bạn có thể đọc được chữ Hán không? はい、少しできます。漢字読むことができる có thể được không? い,いえな mà vẫn không có biết không? はい、100m ぐらい泳ぐことができます。 tôi có thể bơi khoảng một trăm mét. bạn có biết bơi không? không, tôi không biết. có thể mượn cuốn sách này không? vâng, mượn được đấy. có thể mượn cuốn sách này không? いいえ、できません。ここでインターネットを使うことができるはい、使うことができます。こ,すここでインターネットを使うことができる,るいいえ、使うことができません。 Mỗi ngày bạn đi dạo vào khi nào? Tôi đi dạo trước khi đi đến công ty. Mỗi ngày bạn đi dạo vào khi nào? Tôi đi dạo trước khi ăn sáng. Ít mổ, nể lụi mình là gì Trước khi đi ngủ bạn thường làm gì? 寝る前に漢字を勉強します。Trước khi đi ngủ tôi học chữ Hán. いつも寝る前に何する? Trước khi đi ngủ bạn thường làm gì? 寝る前にシャワーを浴びます。Trước khi đi ngủ tôi tắm vòi hoa sen. いつも朝ごはんの前に何する? Trước khi ăn sáng bạn thường làm gì?

Trước cuộc họp, sẽ đặt phòng họp. Khai Trước cuộc họp, sẽ làm gì vậy? Khai Trước cuộc họp, sẽ copy tài liệu. いつ日本へ来た? Bạn đã đến Nhật Bản khi nào? 1年前に来ました. Tôi đã đến một năm trước. いつ日本へ来た? Bạn đã đến Nhật Bản khi nào? 3ヶ月前に来ました. Tôi đã đến ba tháng trước. ]いつ結婚した? Bạn đã kết hôn khi năm Bạn đã kết hôn khi nào? 2年前に結婚しました. Tôi đã Tôi đã kết hôn năm trước. ]いつ結婚した? Bạn đã kết hôn khi nào? ]去年結婚しました tôi đã kết hôn năm ngoái trước khi về sẽ làm gì vậy trước khi về thì dọn vệ sinh trước khi về sẽ làm gì vậy trước lúc về thì báo cáo sở thích của bạn là gì vậy sở thích của tôi là bóng đá sở thích của bạn là gì vậy là du lịch. nhất định tôi muốn đi Hokkaido. đô sở thích của bạn là gì vậy sở thích của tôi là xem phim <cười> <cười> Sở thích của bạn là gì vậy? <laughs> Sở thích của tôi là đọc truyện tranh.